Thưa quý vị và các bạn, năm qua thành phố Cần Thơ đã đạt được những thành tựu đáng kể để lập thành tích chào mừng 20 năm thành phố trực thuộc trung ương. Một trong những kết quả nổi bật là hoàn thành quy hoạch thành phố Cần Thơ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được phê duyệt. Và ngay sau đó, Cần Thơ cũng hoàn chỉnh dự thảo quyết định để trình Thủ tướng Chính phủ ban hành kế hoạch thực hiện. Đây là một nhiệm vụ trọng tâm của năm 2024 nhằm khởi động xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng, kêu gọi đầu tư vào vùng đất Tây Đô để đáp ứng cho nhu cầu phát triển kinh tế xã hội trong từng thời kỳ quy hoạch. Để thực hiện hiệu quả kết quả hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư năm 2023, Cần Thơ đặt trọng tâm là triển khai 56 dự án kêu gọi đầu tư và đã trao bản ghi nhớ hợp tác đầu tư cho 44 nhà đầu tư trong các lĩnh vực hạ tầng công nghiệp, thương mại, phát triển đô thị, hạ tầng cấp nước, y tế, giáo dục, văn hóa, giao thông vận tải, tài nguyên môi trường, hạ tầng xã hội. Thành phố sẽ tập trung chỉ đạo các ngành chủ động xây dựng các lộ trình để tổ chức triển khai thực hiện các chương trình, các dự án nhằm thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp để thực hiện cái quy hoạch thành phố đã đề ra, rồi xác định cái nhiệm vụ trọng tâm, rồi tiến độ và cái nguồn lực để thực hiện quy hoạch thành phố. Theo đó, đơn vị hữu quan phải hoàn thiện đồng bộ hệ thống các quy hoạch mà trọng tâm là trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch sử dụng đất thành phố Cần Thơ thời kỳ 2021-2025 và thời kỳ 2026-2030, đảm bảo phải phù hợp với luật đất đai, luật quy hoạch. Đây là cơ sở rất quan trọng để tiến hành các bước tiếp theo trong kế hoạch quy hoạch. Đối với cái lĩnh vực quản lý tài nguyên môi trường, cái lĩnh vực đất đai đó, thì sở sẽ tham mưu cho thành ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân thành phố phối hợp cùng cả các ban ngành sẽ tổ chức quán triệt, thứ nhất là cái luật đất đai thì cũng vừa được Quốc hội thông qua. Cái thứ hai đó thì chúng tôi tập trung là tham mưu để trình cho Thủ tướng Chính phủ phê duyệt cái kế hoạch sử dụng đất 5 năm của thành phố để làm cái cơ sở thực hiện cái công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn thành phố Cần Thơ. Đóng góp trực tiếp về cái quy hoạch của ngành, tuân thủ theo cái nền của quy hoạch tổng thể thành phố Cần Thơ, và trong đó thì chúng tôi có chú trọng về cái hệ thống mà các cái cơ sở bảo trợ xã hội công lập và ngoài công lập. Để đạt mục tiêu đến năm 2030, tăng trưởng GRDP từ 7,5 đến 8% một năm, Cần Thơ dự kiến quy động hơn 443.000 tỷ đồng, phân kỳ đầu tư hàng loạt dự án công trình có tác dụng lan tỏa, tạo động lực phát triển. Muốn vậy, thành phố phải phát huy tối đa nội lực, kêu gọi đầu tư, đặc biệt là đối với liên kết vùng và kết nối hạ tầng vùng đồng bằng sông Cửu Long, lấy công nghệ hiện đại làm trọng tâm. Trong cái thời gian tới thì thành phố Cần Thơ sẽ tập trung chuyển hướng sang các cái dự án có nâng cao cái năng suất, chất lượng, hiệu quả, sử dụng hiệu quả và cái tái tạo tài nguyên cũng như là năng lượng thân thiện với môi trường, mang lại cái hàm lượng trí thức cao, ưu tiên là thu hút các dự án trong cái lĩnh vực quan trọng của thành phố, là bao gồm là chế biến nông sản, năng lượng tái tạo cũng như là sản xuất linh kiện, thiết bị điện tử, thương mại, dịch vụ logistics, sinh thái miệt vườn cũng như là khu công nghiệp cũng như là cảng biển. Năm nay, Cần Thơ cũng sẽ khẩn trương rà soát, lập, điều chỉnh các quy hoạch đô thị, nông thôn, quy hoạch có tính chất kỹ thuật chuyên ngành, đồng thời triển khai các quy hoạch hạ tầng được phê duyệt, đảm bảo thống nhất, đồng bộ với quy hoạch thành phố đã được phê duyệt. Từ đó, làm cơ sở cho việc đẩy mạnh hoạt động thu hút đầu tư ngoài ngân sách, nhất là những dự án mang tính chất dẫn dắt